Ai đang phá hoại hiệp định EFTA? Ngày 1 tháng 12 năm 2015, Việt Nam và EU đã kết thúc quá trình đàm phán hiệp định thương mại giữa hai bên, viết tắt là EFTA. Theo các điều khoản của hiệp định này, thì Việt Nam phải có lộ trình thông qua 3 công ước lõi còn lại của Tổ chức Lao động Quốc tế là ILO, xoay quanh quyền tự do lập hội, quyền tự do thương lượng tập thể và việc xóa bỏ lao động cưỡng bức. Ngoài ra, khi EFTA được ký kết chính thức, EU có thể chế tài các vi phạm nhân quyền của Việt Nam theo thỏa thuận đối tác BCA mà hai bên ký năm 2012. Hiện nay, chính giới châu Âu và các tổ chức chống đối người Việt đang phản ứng với vấn đề nhân quyền trong hiệp định EFTA theo những cách không giống nhau, nhìn chung có thể phân họ thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên mong Quốc hội châu Âu sớm thông qua EFTA vì ba lý do. Thứ nhất, họ tin rằng hiệp định này sẽ giúp Việt Nam bớt lệ thuộc vào việc giao thương với Trung Quốc. Thứ hai, họ tin rằng đà phát triển kinh tế mà hiệp định này mang lại sẽ thúc đẩy cải cách chính trị diễn ra nhanh hơn. Và thứ ba, họ tin rằng các điều khoản về nhân quyền trong EFTA sẽ tạo thuận lợi để EU can thiệp vào tình hình chính trị Việt Nam và hỗ trợ họ. Một mặt, nhóm này ủng hộ EU ký thông qua EFTA. Mặt khác, họ đòi hiệp định phải đi kèm các cơ chế kiểm định, đánh giá về nhân quyền và tạo điều kiện cho khối dân sự độc lập tham gia vào quá trình đó. Đại diện tiêu biểu của nhóm đầu tiên là bản tuyên bố chung mà nhóm Phạm Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn soạn ngày 24 tháng 2 năm 2017. Bài viết của Nguyễn Thục Quyên hôm 6 tháng 9 năm 2018. Status của Nguyễn Quang A hôm 20 tháng 9 năm 2018. Và bài viết của nhóm Lão Mà Chưa An hôm 3 tháng 10 năm 2018. Trong những người vừa kể, nhóm Phạm Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn đòi EFTA phải có những điều khoản về nhân quyền, dù hiệp định này đã được soạn, đàm phán xong và công bố từ trước đó một năm. Qua biểu hiện này, có thể thấy, vào thời điểm soạn kiến nghị, Trang và Tuấn không hiểu nhiều về hiệp định EFTA và chưa tham gia sâu vào các diễn biến xoay quanh hiệp định. Trong khi đó, Nguyễn Thục Quyên là thành viên của nhóm Veto, một nhóm chuyên tiếp cận riêng từng dân tiểu Đức, để vận động họ can thiệp vào vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Veto cũng là nhóm đã thành công trong việc đòi thả Đỗ Thị Minh Hạnh. Bản thân Nguyễn Thục Quyên đã viết thư riêng cho ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Quốc hội châu Âu, để trao đổi về diễn biến trong quá trình ký kết EFTA. Nguyễn Quang A, người sáng lập nhóm Lão Mà Chưa An, là người được Quốc hội châu Âu mời dự phiên điều trần về EFTA hôm 10 tháng 10 năm 2018. Nguyễn Thục Quyên từng gặp Quang Nga trong một hội thảo ở Đức và từng viết thư vận động để ông A được giải tuyên clip nhân quyền. Nhóm thứ hai đòi Quốc hội châu Âu không thông qua EFTA, chừng nào Việt Nam chưa cải thiện tình hình nhân quyền. Nhóm này được đại diện bởi bản kiến nghị của 90 tổ chức dân sự và chính trị, đứng đầu là Đảng Việt Tân vào ngày 6 tháng 6 năm 2018. Hiện nay, chính giới châu Âu cũng không có chung quan điểm trong vấn đề này. Ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Quốc hội châu Âu, có phần nghiêng về khuynh hướng thứ nhất. Trong một thư riêng đề ngày 10 tháng 8, Lange xác nhận với Nguyễn Thục Quyên rằng chính ông đã gợi ý Việt Nam không cần thông qua ba công ước của ILO trước khi ký EFTA, mà chỉ cần có một lộ trình phê chuẩn và thực hiện là đủ. Trong khi đó, hôm 17 tháng 9, 32 nghị sĩ từ các đảng lớn của EU đã viết thư gửi cao ủy thương mại của EU để đề nghị không thông qua EFTA nếu tình hình nhân quyền của Việt Nam không được cải thiện. Dù không đồng quan điểm, cả hai nhóm người vừa nêu đều tận dụng các diễn biến xoay quanh hiệp định EFTA để tuyên truyền chống nhà nước. Chẳng hạn, khi vụ Trịnh Xuân Thanh ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, cản trở việc thông qua hiệp định EFTA, họ đã dựng lên một thuyết âm mưu rằng phe thân Trung Quốc ở Việt Nam cố tình gây ra vụ này để phá hoại hiệp định, nhằm khiến Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc. Sau khi 32 nghị sĩ EU đòi hoãn hiệp định, Nguyễn Anh Tuấn viết rằng một thế lực trong chính quyền đã cố tình vi phạm nhân quyền để phá hoại hiệp định EFTA. Sau khi công an tạm giữ ông Nguyễn Quang A, khiến ông bị lỡ chuyến đi Úc hôm 18 tháng 9 của mình, Quang A cũng tuyên truyền rằng cục A67 muốn ngăn ông bay từ Úc sang Bỉ để dự phiên điều trần về EFTA nhằm phá hoại việc ký kết hiệp định. Khi lên tiếng về vấn đề nhân quyền trong hiệp định EFTA, thực ra các tổ chức, cá nhân chống đối đều muốn vận động chính giới phương Tây gây sức ép với Việt Nam, buộc Việt Nam phải thay đổi nền chính trị để đổi lấy lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, cánh Nguyễn Quang A và cánh Việt Tân muốn thực hiện việc này bằng hai cách khác nhau, do họ khác nhau về phương thức hoạt động và nguồn hỗ trợ từ quốc tế. Nếu Nguyễn Quang A muốn tìm một thế lực đang cố phá hoại hiệp định EFTA, ông cứ nhìn vào Đảng Việt Tân và 89 người anh em của họ,
qua việc họ vội vàng đòi EU không thông qua EFTA cho đến khi nhà nước Việt Nam đáp ứng những yêu cầu chính trị mà họ đặt ra. Có thể thấy, Việt Tân không hề đại diện cho quyền lợi của người dân trong nước. Nếu có, Việt Tân đã biết nghĩ đến những lợi ích kinh tế, ngoại giao mà EFTA mang đến cho người dân Việt Nam, như Nguyễn Văn A đã chỉ ra. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cho rằng Nguyễn Văn A và Nguyễn Anh Tuấn nên phát ngôn thận trọng hơn. Nếu họ nghĩ có một nhóm lợi ích đang muốn phá hoại hiệp định EFTA, họ phải đưa ra được các bằng chứng đầy đủ, xác thực để chứng minh cho chuyện đó. Còn nếu họ phát ngôn khi thiếu bằng chứng, dư luận có quyền tin rằng họ đang chụp cái mũ bán nước, phá hoại hiệp định lên đầu những cơ quan mà họ có hiềm khích.